Trong trận đấu ở vòng 9 V-League 2023 diễn ra vào ngày 26 tháng 5, câu lạc bộ Khánh Hòa đã để thua 1-2 trước đội chủ nhà câu lạc bộ Hải Phòng. Đáng chú ý, bàn ấn định tỷ số 2-1 của câu lạc bộ Hải Phòng đến từ quả đá phạt đền gây tranh cãi. Sau trận đấu, huấn luyện viên Võ Đình Tân đã có những chia sẻ về tình huống này. Theo đó, quả phạt đền mà câu lạc bộ Hải Phòng được hưởng ở hiệp thi đấu thứ hai khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Phút 67 của trận đấu, Mang Đề có pha đột phá vào vòng cấm của câu lạc bộ Khánh Hòa. Trong nỗ lực cản phá, Minh Huy đã có tình huống va chạm với cầu thủ Carlos Fernandez bên phía câu lạc bộ Hải Phòng khiến cầu thủ này ngã trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài chính của trận đấu là ông Nguyễn Viết Xuân chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, ban huấn luyện và các cầu thủ của Khánh Hòa không hài lòng khi họ cho rằng trong tình huống cản phá, Minh Huy đã chạm bóng trước và làm đổi hướng trái bóng đi ra khỏi tầm kiểm soát của tiền đạo bên phía câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy nhiên, quyết định được đưa ra và trên chấm 11m dễ dàng ấn định tỷ số 2-1 của trận đấu cho đội chủ nhà. Ngay sau bàn so tài trên sân Lạch Tray, huấn luyện viên Võ Đình Tân đã có những chia sẻ về bàn thắng của Hải Phòng. Suốt cả trận đấu, công tác trọng tài ở rất tốt, trừ tình huống thổi phạt đền. Hơi tiếc vì tình huống đó hậu vệ Khánh Hòa phá bóng trước. Vì thế, tôi chỉ tiếc tình huống đó. Tôi chỉ trách các em ở bàn thua đầu tiên, còn lại các bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếc là chúng tôi không thể kiếm được một điểm. Không có điểm ở trận đấu này cũng ảnh hưởng đến Khánh Hòa. Đầu tiên là chúng tôi bị tụt hạng. Tuy nhiên, trước mắt chúng tôi vẫn còn 4 trận và Khánh Hòa cần nhanh chóng quên đi trận đấu này. Việc trắng tay ở trận đấu này khiến Khánh Hòa bị đẩy xuống vị trí thứ 9. Thậm chí, nếu Hoàng Anh Gia Lai có điểm ở trận đấu ngày 27 tháng 5 trên sân của Đà Nẵng, đoàn quân của huấn luyện viên Võ Đình Tân sẽ rơi xuống vị trí thứ 10. Câu lạc bộ Khánh Hòa cũng bị ngắt mạch 6 trận bất bại và tụt xuống thứ 10 với 10 điểm. Trong khi đó, việc giành chọn 3 điểm ở bàn so tài này giúp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và câu lạc bộ Hải Phòng phần nào giải tỏa được áp lực. Trước khi trận đấu này diễn ra, câu lạc bộ Hải Phòng trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ về các trận đấu đã qua của câu lạc bộ Hải Phòng. Việc có chuỗi 6 trận không thắng, các đội dưới liên tục áp sát khiến Hải Phòng gặp áp lực. Hôm nay có được thắng lợi, điều đó rất may mắn cho Hải Phòng. Chắc chắn chặng đường phía trước rất khó khăn và chúng tôi phải chắt chiu từng điểm số 1. Với thể thức thi đấu của năm nay, nó mang đến rủi ro rất lớn. Nếu rơi xuống top 6, Hải Phòng phải cố gắng rất nhiều.